Minh Hiền xin chào các anh chị và các bạn. Để tiếp tục chương trình phần giao lưu ca nhạc hôm nay, Minh Hiền sẽ đưa đến các anh chị các bạn một nhạc phẩm Tình Nếu Em Anh Đừng Hẹn. Mời các anh chị cùng các bạn cùng lắng nghe.
Vâng, xin cảm ơn các bạn.